trình Quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả Người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Chào Ngọc Lan và chào khán thính giả của Người Việt TV. Thưa, hôm nay chúng tôi đề tài nó cũng vui vui, nhưng mà vui thì cũng buồn, mà bị buồn chảy nước mắt. Cái đề tài hôm nay chúng tôi đưa ra là nó có vẻ hơi quý vị ngạc nhiên, là cái đầu gà. Nói cái đầu gà thì chắc là dân nhậu là cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Nó hình như là đến cái xoay tua đó, là gắn cái đầu gà vào chiếc đuôi, bỏ vô cái lon cái chai xa xỉ rồi quay, mà trúng ai thì người đó uống. Nhưng mà câu chuyện hôm nay chúng tôi không nói vấn đề nhậu nhẹt, mà nói câu chuyện nó cũng hơi buồn. Tại vì quý vị đã từng nghe cái bài hát của Về Đây Em của Trần Quang Lộc, thì những cái lời hát rất là dịu dàng mà rất là chúng tôi rất là thích. Về đây em, về đây nghe em, về đây cùng khóc trên sông nước buồn, chợ lòng người trở về quê hương, chợ hồn mình vào dòng suối mát, chợ thật thà vào lòng dối trá. Sao chú không hát? Hát sợ thế nào, tôi tắt máy. Thưa thế này, cái câu mà chúng tôi thấy hay nhất là chợ thật thà vào lòng dối trá. Nếu cuộc đời chúng ta mà ai cũng được như vậy, chợ dòng suối mát vào trong tâm hồn, và chợ cái lòng ngay thẳng vào cái sự để mà che đậy, để mà làm tan biến cái lòng dối trá, thì chúng ta rất là sung sướng, hạnh phúc bởi những cái điều đó, những cái điều mà chúng ta mơ ước, hướng thượng để một cái xã hội tốt lành. Tuy nhiên, tôi mời quý vị nghe một cái câu chuyện xảy ra Việt Nam trên những cái đường xuyên Việt, là quý vị đi xe lửa từ Hà Nội vào Sài Gòn, Sài Gòn ra, trước 75 cũng có những người hàng rào như là Trà Nóng đây, hoặc là Hột Gà đây, đại khái vậy. Thì hôm nay có một chuyện xảy ra thế này. Trong khi một chuyến tàu dừng lại ga, thì những em bé là bán hàng là phải chạy theo những cái nhìn lên những cái toa xe lửa và để mua bán ngã giá với khách hàng. Thì em bé này em bán một con gà luộc, thì một cái bà ở trên cái toa xe đó thì cúi đầu ra và muốn mua con gà, thì hai bên ngã giá nhau. Nhưng mà em bé này em để cho đến cái lúc mà tàu bắt đầu chuyển chạy thì em mới đồng ý cái giá của cái bà khách trả giá. Thì tàu bắt đầu xả, bà vừa đưa tiền xong thì em ta chạy theo và đưa con gà lên cho bà. Thế bà ở trên cao, bà đưa tay bà nắm cái đầu con gà và xách lên. Nhưng mà khi tàu đã chạy rồi thì trên tay bà chỉ có cái đầu gà thôi, còn cái thân gà đó còn nằm trong tay em bé. Quý vị, như vậy là có cái đầu gà này được cắt rồi nhưng mà gắn bằng một cái tâm. Cho nên khi cái bà người khen khách mà ngại giá mua cái con gà đó rồi thì bà tưởng bà sẽ xách được con gà lên. Nhưng không ngờ những em bé này cũng dối trá và làm ăn cái kiểu đó ở trên cái đường xe lửa xuyên Việt. Cho nên cuối cùng bà già chỉ có cầm được cái đầu gà thôi, với cái tâm kèm theo. Và cái thân gà thì ở lại trên ga cùng với em bé bán gà. Thì cái điều này nói gì? Bà già bà tức quá, lại như là tôi xin lỗi quý vị, bà chửi tội mẹ mày. Cái này tôi cũng xin quý vị thứ lỗi. Nhưng mà quý vị nghĩ, quý vị trả tiền một con gà mà chỉ lấy được một đầu gà thôi, và em bé này em lừa như vậy, rồi cái mình gà này em phải bán cho người khác. Thì cái này nói lên cái gì? Nói lên là bây giờ trẻ con tha hóa quá đấy, biết cái dối trá. Mặc dù sự nghèo khó của chúng ta không bắt buộc phải đưa lên dối trá, mà cái sự thật thà là luôn luôn, nhất là trẻ em. Ta nói là ngoài đường gặp bà già mà vào nhà gọi con nít, tức là mình nghĩ là người già và trẻ con là những người thật thà. Cái người già thì họ đã không còn cái gì để mà tham lam, người trẻ thì họ còn ngây thơ. Nhưng mà trong cái xã hội chủ nghĩa chúng ta có những em bé như vậy. Thì cái người bàng quan thì thấy đây một sự dối trá, nhưng mà cái lời chửi, lời mắng của cái người khách thì nếu mình cảm thấy đau xót. Nếu một cái người ngoại quốc mà họ dùng cái lời nói, lời mắng của bà khách này, thì chúng ta là người Việt Nam chúng ta đau. Tại vì sao? Tại vì những đứa trẻ đó là đại diện cho cả một dân tộc. Và khi chúng ta nghĩ rằng cái tuổi trẻ mà dối trá như vậy thì sau này chúng ta hy vọng gì? Trong tương lai những người lãnh đạo, những công viên chức sẽ sống cuộc đời ra sao nếu mà lúc nhỏ đã bắt đầu có những cái tính vừa lừa dối như vậy? Thì cái lừa dối nó tập từ trong học đường. Quý vị, là người ta kể một câu chuyện, một cô giáo khi ông thanh tra xuống thì cô giáo dặn các em thế này: khi nào cô giáo hỏi một câu về lịch sử thì em nào chắc chắn là biết cái câu đó thì đưa tay cao lên, còn em nào mà không biết lắm nhưng cũng được cả lớp đưa tay hết thì đưa tay công công thế này. Thì cô biết là cô
cô không kêu em đưa tay cong cong, cô kêu em nào đưa tay cao. Có nghĩa là khi thanh tra vào lớp thì thấy cả lớp đều giỏi hết, em nào mà hỏi một câu đều giơ tay hết. Nhưng có rõ ràng rồi, em nào mà không có biết trả lời câu này thì đưa tay cong cong để cô thấy, cô đừng kêu. Thì đó, rõ ràng là cô giáo dạy cho trẻ em cái điều dối trá đó. Mà còn bao nhiêu trường dối trá khác. Thì cái này chúng ta nói tới là nói tới một cái nền giáo dục. Một nền giáo dục mà giáo dục con người, học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, cũng như là ông Hồ Chí Minh có nói là trồng người, trăm năm trồng người. Nhưng mà tôi sợ rằng chưa tới 100 năm, nhưng từ ngày xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản mà hiện diện tại Việt Nam thì có lẽ khoảng 50 năm thôi. Nhưng mà kết quả trồng người đã thấy rồi, là chúng ta thấy những cái cây, những cái trái, trái đắng và chua không? Thì Ngọc Lan đã sống trong xã hội chủ nghĩa năm 75. Ngọc Lan thấy thế nào với cái nhìn giáo dục và cái sự trong sạch, thành thật của giới trẻ, giới học sinh, hay là ngay cả cái lớp mà cao hơn là học sinh sinh viên, thì ở trong cái môi trường như vậy thì Ngọc Lan có cái đúng là gì? Ngọc Lan lớn lên sau năm 75 thì đi học ở đó, chỉ qua đây mới có vài năm thôi, thì những cái điều mà chú Huy Phương kể đó thì Ngọc Lan cũng đã từng biết qua, từng nghe qua, và bản thân mình cũng từng là nạn nhân của những cái điều đó. Thì cũng giống như chú Huy Phương vừa kể cái chuyện mà học sinh trong giờ học sử giơ tay phát biểu, thì Ngọc Lan lại có một cái câu chuyện khác. Nó không phải là chuyện của Ngọc Lan, đó là chuyện của bạn bè mình. Tức là cũng là đến một cái tiết dự giờ, thì thay vì là cô giáo hỏi thì học sinh phải giơ tay lên trả lời, thì bây giờ không biết là đứa nào nó sẽ thuộc câu gì, thành ra bây giờ chia ra. Ví dụ như là bạn A học câu này, bạn B học câu kia, chỉ học đúng một câu trả lời thôi. Học tủ. Dạ, học đúng một câu thôi. Và cái hay đó là cái người thầy cô giáo đó thì họ thuộc cái câu hỏi. Họ thuộc cái câu hỏi của đứa học sinh đó, thì họ chỉ cần họ đọc cái câu hỏi đó thì chỉ cái đúng cái đứa đó nó trả lời. Cứ như vậy thì mà nhiều chuyện tương tự như vậy thì cái nói đó, ra nó là một cái điều rất là buồn. Cái đó cái danh từ gọi là cò mồi đó. Cò mồi. Tự nhiên là chị của em đó nhưng mà đã chuẩn bị rồi. Dạ. Thế thì trong giáo dục mà cò mồi lắm được. Thì thế này bây giờ cái chuyện câu chuyện này là của một Việt Kiều, tôi tạm dùng cái chữ đó đi, là cái người Việt Nam mà về thăm nước, thì họ thấy chiều họ gặp một cái em bán vé số chiều rồi và trên tay còn một đống vé số, là thì anh mới tỏ lòng thương hại và nói thôi với em tới đây bây giờ còn bao nhiêu vé số chú mua cho. Thì thằng nhỏ nó đếm nó bảo là ví dụ nó còn là tôi ví dụ như là còn 25.000 là tiền vé số. Thì ông móc túi ông đưa cho 25.000, thì ông cầm tập vé số về, ông về thì về nhà mấy đứa cháu ông quăng ra đó, tôi đếm thử qua được bao nhiêu, cái này là bác mua 25.000 của đứa vé số thì phải thấy tội, nó không bán được thôi thì mua cho nó. Thì tụi nhỏ tranh nhau, nó ngồi nồi đếm, nó bảo bác ơi cái này có 20.000 thôi, cho làm gì tới 25.000, cái này là bác Việt kêu bị tụi nó lừa rồi đó. Thì ông này ông cục buồn nhưng mà cũng đều chắc lưỡi thôi chứ biết làm sao được, tại vì trẻ con dù người ta thương yêu, người ta giúp đỡ mình vẫn lừa dối người ta, thì đó là cái bình chung. Thì cái vấn đề đó không phải từ chuyện trẻ con mà ngay chuyện người lớn cũng có những chuyện lừa dối. Thì quý vị biết là trong chế độ này đó thì dối trá mới sống được, chứ còn mà thẳng thắn thì thường thua thiệt. Cho nên ai cũng báo cáo láo, bằng cấp thì bằng cấp giả. Và ngay những cái chuyện mà cái khẩu hiệu đó, mình sống vì mọi người đó, thì đúng ra mình phải lừa dối mọi người. Và cái cuộc thi lớn nhất mà tôi cho là cuộc thi nói dối, lớn nhất mà mọi trẻ em ở Việt Nam đều tham gia, đó là cuộc thi tìm hiểu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nó có tới 2.4 triệu những cái bài trắc nghiệm để cho trẻ em trả lời, và cũng như có 80.000 bài viết. Những bài viết này lại cố nhiên là các em muốn có điểm thì em phải ca tụng cái đạo đức ông Hồ Chí Minh. Mà thật tình các em nhỏ thì đâu có biết ông Hồ Chí Minh là sao, chỉ nghe qua những cái lời tuyên truyền và những cái lời mà được dạy vô học đường thôi. Thành em nào cũng tập nói láo. Ví dụ bây giờ tôi chưa biết ông A là ông nào mà tôi khen ông đạo đức, ông trong sạch, thì tất cả 80.000 bài dự thi này đều khen ngợi Bác Hồ là chữ Hồ Chí Minh.
Tự nhiên có phải tập các em nói láo, các em không biết mà các em nói láo. Thì cái này á, nhiều khi 2 cộng 2 có thể thành 5 hay thành 6 được. Vì vậy mà chính phủ cũng bịp chứ không phải là dân bịp. Thì bây giờ thế này, quý vị biết là ông Hồ Chí Minh, ông có viết một cái những tác phẩm là cuối cùng ông để tên ông đó là Trần Dân Tiên. Thế nhưng mà bây giờ chính phủ Việt Nam lại giải thích thế này. Vì biết là ông tự viết khen ông đó, nhưng mà nói thế này. Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào và bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm Những Mậu Truyền về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Thì quý vị nghĩ như vậy là tại vì người ta yêu cầu, chứ không phải ông thật tình ông không muốn khen ông đâu, nhưng vì người ta yêu cầu, vì cái tấm lòng của bạn bè vô sản trên thế giới, cho nên cuối cùng tôi phải viết để tôi khen tôi một cái bài tôi khen tôi. Nhưng mà tôi, cái đạo đức của tôi là vì tôi nệ thiên hạ, tôi thiên hạ muốn tôi khen tôi cho tôi làm rồi. Thì một cái ví dụ như vậy để quý vị thấy rằng trong cái giáo dục, nếu mà chúng ta không có nghĩ tới cái chuyện đó, thì tôi nghĩ cái chuyện trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh thì đến lúc mà chúng ta đã gặt hái những trái chua, trái đắng. Và cái đó, cái thiệt thòi đó không phải một cái thế hệ mà những cái thế hệ tiếp nối nữa. Nếu như là cái chế độ còn và những cái lối đường lối giáo dục như vậy còn. Ngọc Lan đồng ý với chú Huy Phương ở trong cái suy nghĩ này, tức là dầu muốn dầu không, mình phải nhìn nhận một điều rằng là trong xã hội Việt Nam đã có một cái hiện tượng nó nổi trội lên, đó là một cái hiện tượng đó nó lừa dối từ lúc nhỏ. Khi nhỏ mình học á, ở trong trường mình không có để ý, nhưng mà khi càng lớn lên thì mà mình càng nhận ra rằng wow, tại sao mình lại được dạy những cái điều không có thật thà như vậy. Và nhìn lại, khi mình ra nước ngoài nhìn lại nữa thì mình cảm thấy có rất là nhiều điều đáng buồn. Từ Ngọc Lan vẫn nhớ cái thời, không biết lúc đó chú Huy Phương còn ở lại Việt Nam hay không, nhớ đạp xe đi học về, đi ngang cái chỗ người ta bán đậu phộng nấu á chú. Thì thấy là để là một lon là bao nhiêu tiền đó, mấy trăm đồng Việt Nam lúc đó. Thì mình cứ nghĩ một lon, hồi đó thì mình trong đầu mình nghĩ lon là lon sữa bò, thì họ vẫn cứ để cái lon đó như vậy. Nhưng mà đến khi mình đến, mình mua thì họ lấy cái lon mà chút xíu vậy nè, thì họ đông cho mình. Nó có những cái chuyện như vậy. Hay là ở Việt Nam người ta sử dụng cái đơn vị đo lường là kg, đúng không? Nhưng mà đến khi để cái giá đó, mình cứ đinh là ký, thì đến họ mua, họ nói không, chỉ còn có nửa thôi. Có cái thế này, ví dụ như là 1 kg là bao nhiêu? Nhưng mà nói kg đầu tiên thôi. Còn kg thứ hai thì giá khác. Nó rất là nhiều cái những cái trò như vậy, mà nó khắp nơi mà mình không có biết đường nào để mà mình lường được hết. Nghĩa là nói chuyện có vẻ là ăn ngang nói ngược, miệng dối trá, miệng sao có lời cho mình thôi. Mặc dầu mình không cần khách mà chỉ lừa người ta một lần được rồi, nhưng mà nói thật quý vị, lừa một người không thể lừa cả một cái xã hội, một loài người được. Và sự thật bao giờ sự thật, thì cũng vì tin cái lời mà nói thật, phát biểu thật, cho nên năm 1956 tại đại hội Mặt trận Tổ quốc, luật sư Nguyễn Văn Tường, là quý vị đã biết, ông là một cái nhà luật gia rất giỏi và về để cố ý giúp nước, thì ông đã phát biểu và ông nói rằng sự dạ man quỵ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy chưa hề thấy trong lịch sử loài người, trong cái cuốn Kẻ bị khai trừ. Thì sau đó lại coi như ông nói thật quá, nhưng là ông lên án cái vụ cải cách ruộng đất, và sau đó ông Nguyễn Mạnh Tường đã bị đày đọa, nghĩa là cuối cùng nói xin lỗi quý vị, ông phải nghèo đói và phải chết đói ở trong cái xã hội đó, mà ông là cái người có lòng muốn về để giúp đất nước. Cũng như vì nói thật, vì muốn sự thật cho nên Thủy An, Nguyễn Đan và nhóm nhân văn phẩm đã bị án 15 tù và kết án là tay sai, là gián điệp của quốc tế. Cái chuyện này nó là cái chuyện quý vị thấy đội trắng thay đen. Ông Trương Như Tạng thì đã theo Việt Cộng một thời gian, và sau này ông viết những cái lời nói mà rất là chân thành. Tôi xin đọc quý vị nghe. Người cộng sản là chuyên gia về nghệ thuật chiêu dụ và có thể làm bất cứ gì để dụ bàn về phe họ một khi họ chưa nắm được chính quyền. Nhưng một khi đã nắm được quyền lực, lập tức họ trở thành sắc máu và tàn nhẫn. Thì ông tóm tắt cái tình Trương Như Tạng, ông tóm tắt tình hình Việt Nam thế bây giờ thế này: gia đình ly tán, đạo đức suy đồi, xã hội phân ly, ngay cả đảng cũng chia rẽ. Bây giờ nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, tôi cảm thấy buồn rầu cho sự ngây thơ của mình, và tin rằng cộng sản là người cách mạng xứng đáng được ủng hộ. Trên thực tế họ đã phản bội nhân dân Việt Nam và làm thất vọng cái phong trào tiến bộ trên toàn thế giới. Thì cái sự thật á,
ngay trong người trong bộ chính trị, ngay những cái viên chức lớn của Cộng sản Việt Nam cũng đã nói, chứ không phải chúng ta phê phán cái chế độ, chúng ta đi ra khỏi đất nước rồi chúng ta phê phán chế độ. Mà ông Trần Quốc Thuận là văn phòng Quốc hội Cộng sản Việt Nam, người của chế độ, ông đã phát biểu thế này: những cái mà chúng ta mất lớn nhất không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, quý vị mất đó thì quý vị đã mất, thấy đã mất trong bao nhiêu cái tham nhũng và cái những cái dự án làm chuyện này chuyện kia, là tiền vào túi quý vị quan chức lớn thì quý đạo thấy rồi. Ông nói thầy, cái lớn nhất là bị mất, là mất đạo đức. Chúng ta sống một xã hội mà chúng ta phải từ nói dối với nhau để sống, nói dối hàng ngày nên trở thành thói quen, thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức, mà cái đạo đức đó là mất đạo đức. Thì thưa quý vị, đạo đức đó là của, ta nói là đạo đức của Hồ Chí Minh. Thì quý vị nhớ là một nhà văn hào Nga mà đã sống với công cùng thời sản cộng sản một thời gian, thì có những câu nói như là người ta nói dối mà đến nỗi là nói dối cả ngay trong giấc mơ, đến vô tiềm thức rồi bắt buộc phải nói dối, vì nói thật thì là có hại cho mình, cho nên suốt đời phải nói dối. Thì thật như nó nói như là một nhạc sĩ nói đem thật thà vào lòng dối trá, thở thật thà vào lòng dối trá, thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta hết sức mong mỏi. Và không biết cái sự mong mỏi chúng ta một ngày nào đó chúng ta thấy những trẻ em hồn nhiên nói sự thật, không biết dối trá, không biết lừa lọc. Tại như vậy, trẻ em lừa lọc như vậy thì cái trồng người như vậy thì sau này chúng ta sẽ gặt hái được cái gì cho tương lai của đất nước chúng ta. Tôi xin nói lại cái bà khách đi tàu mà bị em bé mà lừa mà bán con gà mà chỉ đầu gà thôi, thì đương nhiên bà này sẽ cảnh giác, bà chỉ bị lừa một lần thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái dân tộc này bị Cộng sản lừa quá nhiều rồi, và tôi sợ rằng Cộng sản sẽ còn lừa thêm những cái chuyện khác. Cảm ơn chú Huy Phương đã từ câu chuyện cái đầu gà để mà đề cập đến những cái vấn đề lớn lao hơn ở trong xã hội, đó là vấn đề cái sự thật thà và dối trá. Làm sao để mà từ cái đứa nhỏ nhất, nó phải từ đó để mà thật thà, để mà trở thành một người tử tế trong xã hội sau này, đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Cảm ơn chú Huy Phương, cảm ơn quý vị. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.